Dạ vâng, em xin kính chào toàn thể quý cô chú anh chị yêu hoa phong lan trên toàn quốc. Em là Khánh, cơ sở lan rừng nhà em là ở Trùng Khánh, Cao Bằng. Thì ngày hôm nay em sẽ lên quay bán để giao lưu với quý cô chú anh chị một số loại lan, ví dụ như là lan hoàng thảo kèn, đùi gà dẹt. Và đây trước mặt em đây là một giò lan hoàng thảo đùi gà dẹt rất là đẹp đấy ạ. Đùi gà dẹt. Giò này khá là to đấy ạ. Rồi, đùi gà dẹt này, hoàng thảo kèn, đùi gà tròn, hoàng thảo long nhãn, hoàng lạp với lại là phi điệp tím. Đây, thì hôm nay em sẽ bán thanh lý, bán giá rẻ cho quý cô chú anh chị. Cô chú anh chị đặt hàng với bên em thì mình liên hệ qua số điện thoại 0356 560 668 nhé. Mình cũng có thể kết bạn Zalo với em qua số điện thoại mà em vừa cung cấp ạ. Ngày hôm nay thì em sẽ bán rẻ thôi. Về cước phí nhà em ấy thì là từ 1kg đến 2kg là cước phí sẽ được tính là 35.000 đồng. Từ mỗi 1 cân tiếp theo thì sẽ được tính là 5.000 đồng, cộng thêm 5.000 đấy. Rồi, đầu tiên thì em sẽ giới thiệu hoàng thảo kèn trước. Đây là hình số 1 ạ. Hình số 1 là hình này. Ngày hôm nay thì em sẽ bán giao lưu với cô chú anh chị là 300.000. Đấy, hôm nay là em vừa bán vừa tặng luôn. Hình số 1 300.000 hoàng thảo kèn nhé. Hoàng thảo kèn thì cho hoa màu tím cực kỳ thơm. Và hoa của loại này ấy, thì mình có thể dùng để ngâm rượu được đấy. Ngâm rượu rất là thơm. Và đặc biệt là hoa cực kỳ bền mọc. Đó, hoàng thảo kèn của Lai Châu đấy. Hình 1 300.000 ạ. Em bán vừa tặng luôn. Giá rẻ cực kỳ. Tiếp theo hình số 2. Hình số 2 đây là em cũng bán là 300.000 nhé. Một giò lan hoàng thảo kèn như thế mà bán có 300.000 thôi. Đó, rất là rẻ. Đây là hình này là sẽ có 5 thân tơ đấy ạ. Đó, giò này có 5 thân tơ nhá các bác nhá. Hình số 2 300.000 vừa bán vừa tặng luôn. Đó, hoàng thảo kèn của Lai Châu đấy ạ. Hàng này là em đã trồng thuần rồi, nó đã bám rễ được thì chắc. Đấy, độ bền màu của hoàng thảo kèn thì khỏi phải nói rồi. Với lại là hoa nó cực kỳ thơm. Mình có thể lấy về ngâm rượu nữa. Ngâm rượu thì rượu của mình sẽ rất là ngọt. Tiếp theo hình số 3 này. Hình số 3 đây là em sẽ bán là 350.000 ạ. 350.000 cho hình số 3 nhé. Hoàng thảo kèn đây. Đó, vô cùng đẹp. 350.000 cho hình số 3. Rất là đẹp. Nhìn thân tơ mọc đã rất là cao rồi. Tiếp theo này. Tiếp theo là hình số 4. Hình số 4 là cũng 350.000. Hình này là sẽ có 4 thân tơ. Đó, 4 thân tơ. Thân này rất là cao này. Đó, em quay thì cô chú anh chị cũng nhìn thấy. Đấy, rất là đẹp đúng không ạ? Hình số 4 này, 350.000 thì rất là rẻ nhá, cô chú anh chị nhá. Rồi, tiếp theo là hình số 5. Hình số 5 đây là em bán là 320.000, có 4 thân tơ, khá là cao rồi ạ. 4 thân tơ khá là cao rồi. Đấy, hình này là em bán có 320.000 thôi. 320.000. Đấy, cả ship nữa tính cho là 355.000 tầm đấy. À, hình 5 là 320.000 này. Hình 5 là hình này đấy ạ, 320.000 nhá. Tiếp theo là hình số 6. Hình số 6 là 450.000. Hình này thì sẽ có nhiều thân hơn. Đó, em sẽ lấy ra đây thì quay nhìn rõ hơn. Đó. Hình này rất đẹp, em bán là 450.000. Rất là cao. Em phải quay xa thì mới có thể là quay hết cái thân này được, vì thân này rất là dài. Thân này rơi vào khoảng 60cm rồi đấy ạ. Hình này thì sẽ có bao nhiêu thân? 1, 2, 3, 4, 5, 6 thân. Đó, em quay gần cho cô chú anh chị mình nhìn thấy nhé. Đó, hình 6, 450.000. Các bác có thể nhìn thấy rất là đẹp. Rồi, tiếp theo, hoàng thảo kèn mùi cực kỳ thơm. Tiếp theo, hình số 7 này. Hình số 7 là cũng 450.000. Đó, mấy chậu này là đẹp sàn sàn như nhau. Vậy cho nên là em bán giá như nhau đấy. 1, 2, 3, 4, 5 thân tơ. Hình này thì sẽ có là 5 thân tơ ạ. 5 thân tơ mà thân nào cũng khá là cao rồi. Đó, hình này em chia sẻ với giá là 450.000 nhá. Cô chú anh chị nào ưng thì gọi điện cho em. Đó. Số điện thoại của em thì em cũng sẽ để trên tiêu đề nhé. Nên là mình cứ theo dõi. Hình số 7 450.000 này, thân này cũng rơi vào khoảng 60 đến 70cm rồi. Đó, rất là cao. 450.000 cho hình số 7. Tiếp theo là hình số 8 ạ. Hình số 8 là cũng 450.000. Hình này cũng rất là đẹp nhá.
Nói chung là tiền nào thì của đấy thôi. Nhưng mà hàng em thì hàng nào giàu nào cũng đẹp hết. Tuy nhiên là giá cao hơn một chút thì sẽ có nhiều thân tơ hơn một chút, thế thôi. Và thân của nó cao hơn một chút, chứ giò nào thì cũng đã hàng thuần bán rẻ cực kỳ chắc. Như hồi nãy em đã quay chi tiết cho cô chú anh chị thì mình nhìn thấy hình số 8 đấy ạ. Hình số 8 là 450.000 nhá. Đây hình số 8, 450.000 ạ. Rồi, hình này thì nhiều thân chi chít quá. Để em sẽ đếm cho cô chú anh chị mình có thể dễ dàng mình lựa chọn hơn nhá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 thân tơ ạ. Hình này sẽ có 9 thân tơ đấy ạ. 9 ngọn, 450.000, quá là rẻ. Đó, 450.000 cho hình số 8. Đó, đó đây, và thảo kênh của nhà em đây. Rất là đẹp luôn. Tiếp theo là hình số 9. Hình số 9 đây thì em sẽ có là lan đùi gà tròn của vùng Cao Bằng chúng em. Lan thì có cánh tím họng hồng. À hồi nãy em quên chưa giới thiệu là về cái lan hoàng thảo kèn ấy, thì nó sẽ cho hoa vào dịp Tết đấy. Nên là cô chú anh chị nào mà mình muốn cho hoa vào dịp Tết thì mình có thể lựa chọn hoàng thảo kèn. Đó, rất là rẻ. Cho cô chú anh chị ngắm lại đây. Rất là rẻ, chỉ có 300.000 thôi. 300.000 mấy chọn vào 350, 450 tầm đấy. Tiếp theo hình số 9 ạ. Hình số 9 là em có lan đùi gà tròn. Hình này là em bán là 140.000 thôi ạ. Đó, 140.000 là các bác cầm tiền ra thì mình cũng chẳng tiêu được việc gì mấy. Mà nếu mà mình quyết định mua lan thì mình sẽ có một giò lan để chơi. Vô cùng là đẹp và thơm. Hình số 9 đấy ạ. Em bán là 140.000 nhá. Còn chưa tới 150.000 mà mình đã có một giò lan hình số 9. 140.000. Đó, vô cùng đẹp luôn ạ. 140.000 thôi, chưa tới 150.000 luôn. Tiếp theo là hình số 10 ạ. Hình số 10 là 130.000 này. Hình này cũng có rất là nhiều thân tơ và thân cũng khá là cao rồi, chứ không phải là thân nó còn lùn đâu ạ. Đó, nhìn màu sắc rất là óng mượt đẹp. Và hình này em bán là có 130.000 thôi nhá. 130.000 bằng 3 bát 4 của mình. Đó. Tiếp theo là hình số 11. Hình số 11 ạ. Hình số 11 này là cũng 130.000. Có rất là nhiều thân tơ. Đó. Thân tơ rất là vàng óng. Chọn này thì thân nó lùn hơn chọn số 10 một chút, nhưng mà nó có nhiều thân tơ hơn. Nhiều thân tơ óng ánh hơn. Hình 11, 130.000 ạ. Như nhau thôi. Ui, vô cùng là đẹp luôn đấy. Nhìn bóng xanh mướt luôn. Tiếp theo là hình số 12. Hình số 12 thân rất là to đẹp. Em bán là 140.000 cho hình này là hình số 12 ạ. Đó, vô cùng là rẻ đấy ạ. Chỉ có 140.000 cho hình số 12 thôi nhá. Rồi, tiếp theo là hình số 13. Hình số 13 là cũng 140.000. Đó, nhấc ra đây nhìn mới rõ được. Hình số 13 đây ạ, 140.000. Đó, nhiều thân tơ. Giò này nhìn lá rất là vàng óng luôn, cực kỳ đẹp luôn đấy ạ. Đó, vô cùng đẹp, 140.000 cho hình số 13 ạ. Lan đùi gà tròn, cô chú anh chị nào mà chưa biết là hoa thì mình có thể lên Google search nhé. Hoặc là mình nhờ các bạn Zalo với em ấy, thì em sẽ gửi ảnh mặt hoa cho mình. Đó, hình 14, 140.000. Rất là đẹp. Chỉ có 140.000 thôi cho hình số 14 này. Em nhìn mà em thấy mê luôn đấy. Chưa bao giờ mà em thấy loại lan nào mà rẻ mà đẹp như thế luôn đấy. Rồi, hình 14 là 140.000 này. Tiếp theo là hình số 15. Hình số 15 là em có phi điệp tím. Hôm nay thì em có 2 giò phi điệp tím cực kỳ là đẹp. Và khá là to. Không phải khá là to đâu, mà rất to đấy. Nhìn thân rất là mập óng như thế này. Thân mập óng như thế này. Mà giò này là giò số 15 nhá. Em bán là 300.000. 300.000 em bán giao lưu thôi. Cô chú anh chị nào mà ưng thì gọi điện trực tiếp cho em. Hình 15 nhá, 300.000. Rồi, tiếp theo là hình số 16. Hình số 16 là em bán 200.000. Hình này đẹp không kém đấy. Đó, nhìn thân rất là mập.
Thân rất là mập luôn. Đó, vô cùng đẹp. 200.000 cho hình số 16. Rất là đẹp. Rồi tiếp theo là hình số 17 này, em chuyển sang hoàng đạp nhé. Các hoàng đạp thì hôm nay em bán chia sẻ là 90.000 cho một giỏ. 90.000 đồng, 90.000 bán 2 bát 4 đấy ạ. Rất là rẻ đúng không ạ? Đi ra ngoài đường tiêu thì cũng chỉ hết tiền thôi. Nếu mình bỏ tiền ra mua lan thì mình sẽ có lan để treo trong phòng ở ngoài hiên chẳng hạn. Sẽ được ngắm hoa, hình 17, 90.000. Đó, còn chưa tới 100.000 mà đã được một giỏ lan rất là đẹp đấy ạ. Hàng nhà em đã thuần tại vườn nhé. Rồi tiếp theo hình số 8 ấy, cũng 90.000. Đó, nói chung em bán đầu giá em sẽ quay nhanh thôi nhé. 90.000 cho hình số 18. Tiếp theo hình số 19 cũng 90.000. Đó, vô cùng đẹp. Có rất nhiều thân nhé. Thân nào cũng xung xuyên lá chứ không phải không có lá đâu. Rất là đẹp. Rồi tiếp theo hình số 20. Hình số 20 này là em bán là 100.000. Giờ này thì khá to hơn. Giờ này to hơn chút nên em sẽ bán là 100.000 cho hình số 20. Tiếp theo hình số 21 ạ. Hình số 21 này em bán là 130.000. Nga hoàng lạp này thân nó cũng rất là vàng óng. Hình này em bán là 130.000 nhá. Cho hoa màu vàng cực kỳ là đẹp. Và đặc biệt là loại lan này cũng có mùi rất là thơm. Lan hoàng lạp mùi rất là thơm, hoa màu vàng 130.000. Quá là rẻ. Tiếp theo số 22 cũng 130.000 đó, rất là rẻ đúng không ạ? Rất là nhiều thân luôn, xung xê có 130.000. Vô cùng đẹp. Rồi tiếp theo thằng em còn có hoàn thảo long nhãn ở bên này. Hoàn thảo long nhãn đấy ạ. Hoàn thảo long nhãn đây một phần rất là nhiều nhá. Ngày hôm nay em chia sẻ với cô chú anh chị là có 100.000 thôi. 100.000 nguyên phần này hoàng thảo long nhãn cho hoa màu vàng nhé. Hoa màu vàng rất là đẹp luôn. Và loại hoa này thì cực kỳ là sai hoa. Đây là hình số 23. Hình số 23 hoàng thảo long nhãn 100.000. Không thể nào mà rẻ hơn được nữa. 100.000 cho hoàng thảo long nhãn hình số 23. Rồi tiếp theo là giò lan đùi gà dẹt này. Giò này là giò cuối cùng. Giò cuối cùng của hôm nay em bán là 320.000 cho hình số 24, hình cuối cùng nhé. Chỉ có 320.000 thôi. Nếu mà cô chú anh chị nào mà thiện chí lấy thì em để giá là 350.000, em bao ship cho mình nhé. Kể cả miền Bắc Trung Nam em cũng sẽ bao ship cho mình nguyên riêng cái giò này. Riêng cái giò này 350.000 là em bao ship. Còn không thì em để giá là 320.000 nhé. Đó. Rồi, em cảm ơn. Em xin phép kết thúc video tại đây. Mê quá.